Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu các bạn tham gia một sự kiện ăn chia tổng giải thưởng là 6.000 USDT đến từ sàn Huobi GoBank nha bạn. Thì chương trình này góp này dành cho 200 người may mắn, mỗi người sẽ nhận được 30 đô các bạn. Thì để tham gia sự kiện hôm nay các bạn cần click vào link mô tả của mình đăng ký một cái tài khoản trên sàn Huobi GoBank và KIC trước ngày 27 tháng 8 nha các bạn. Rồi sau khi các bạn có tài khoản trên sàn Huobi GoBank KIC xong, các bạn nhấp vào link sự kiện này các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn vào follow Huobi GoBank nè. Các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận như tự quyết nè. Các bạn tăng ba người bạn của mình vào các bạn. Các bạn gõ cộng. Các bạn tăng ba người bạn của mình vào các bạn. Rồi các bạn tự quyết nha các bạn. Vì mình đã tự quyết rồi. Rồi sau khi các bạn tăng ba người bạn tự quyết xong thì các bạn nhấp vào link form này nè các bạn. Rồi các bạn mở link phong ra nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền lại link Twitter account của mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhập ảnh avatar của mình, nhập vào hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhập ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nè. Gửi vào link phong này nè. Sau đó các bạn điền lại UID trên sàn Huobi GoBank của mình các bạn. Thì các bạn mở cái sàn Huobi GoBank mình ra nè. Sàn Huobi GoBank các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Chưa các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, các bạn copy cái UID này nè các bạn. 14 các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi câu hỏi thì mình gửi trong phim link mô tả những video cho các bạn nè các bạn. Các bạn gì copy câu hỏi mà sang qua thôi các bạn. Các bạn là what is the form of the fee thì các bạn copy cái đáp án này nè các bạn. Đâu. Này các bạn. What is the full fee thì bạn có đáp án vào đây phần điền, các bạn copy cái đáp án mình dán vào đây nè. Rồi tiếp theo thì what full boy with boy is not. Rồi các bạn nhấp what boy boss thì đáp án là net to chuk and get Leon. Get Leon. Rồi câu này thì câu B các bạn. Rồi tiếp theo thì Isakanu. Đáp án câu 3 là Z nha bạn. Câu số 4 thì các bạn chọn các bạn chờ chút xíu các bạn. Kenley the ga. Rồi đáp công an nha các bạn. Được rồi, câu này là công an xong xuôi các bạn bấm gỡ nha các bạn. Kiểm tra lại thông tin một lần nữa có chính xác không. Nếu chính xác xong hết bạn bấm gỡ nha các bạn. Rồi như vậy là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng buôn giải thưởng 6.000 USDT đến đây từ sàn Huobi GoBank đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo thì mình nha.